Chào mọi người nha. Bây giờ là 00 giờ. Mọi người là 12 giờ đêm, giờ này mình mới bán hủ tiếu xong. Rồi đi xuống là thăm mấy cúc. Thì xuống coi ngày nào không dễ khuya rồi bán xong rồi phải xuống chăm nước, mình mới chăm nước xong. Mình về bắt đầu là tiến hành cho nó ăn. Thì nhìn trong mấy cái máy ăn của mình thì giờ không còn thức ăn nữa. Ăn sạch sẽ nha mọi người, công nhận nó ăn khỏe thiệt. Thấy máy ăn này là mình phải làm lưới vậy nha, để không nó bươi ra hết mọi người, nó bươi ghê lắm. Đổ thức ăn thì nó bươi, hao thức ăn kinh lắm. Rồi có cái lưới lại như vậy nè, mà nó không bươi được. Đây là bầy cút này là mình nuôi được 5 ngày tuổi nha mọi người, bữa nay nó là ngày thứ 5 rồi. Mà do cái lúc mà mình làm chuồng á, mình không để ý có mấy cái lỗ hở á, con mèo nó vô nó ăn mọi người, nó ăn hết 300 mấy con, mình ăn giờ còn khoảng chắc tầm 250 rồi. Nằm khoảng đâu đó 250 con á. Thì nếu mà nuôi mà bệnh tật rồi không có bệnh rồi, nhưng mà do mèo nó ăn hết mọi người, ăn hết 150 con mọi người, rất là cay, nhưng mà mình đã khắc phục được rồi. Nè mọi người coi, mình đổ vô nó ăn cái bún này. Đó, cứ một máng vậy là mình đổ một cái ly này. Thì nếu mà đổ một ly này là từ tối sáng là ăn không còn miếng luôn nha mọi người, ăn ghê lắm. Này mình cũng mới bắt đầu nuôi thử nghiệm thôi mọi người. Mình cũng coi trên mạng đồ nhiều, khá nhiều rồi mà mình không có dám nuôi. Thì ngay đằng sau mình thấy có cũng có chỗ trống á, nên mình quyết định là mình nuôi thử coi thế nào. Thì bây giờ đang có, hiện tại giờ là 250 con đi. Mình cho là 250 con, nếu mà nuôi 250 con mình nuôi cho giờ cho tới lúc mà nó sinh sản luôn, mình cho nó giờ hụt thêm 30 con nó cũng được, 220 đi. Nhưng mà mình nói vậy thôi chứ mình nghĩ chắc không hụt dữ vậy đâu, tại vì mình thấy nếu mà không bị mèo ăn thì nó cũng không chết đâu mọi người. Mèo ăn nó cắn nó bỏ vậy, nó không có ăn á, nó cắn nó mới bị, giờ đang bị tật luôn, méo dịch nhìn xấu lắm, nhưng mà không sao hết á, nó vẫn khỏe lắm, vẫn là khỏe. Chỗ này mình thả giống đấy, cái này là được đúng một tuần lại chứ, từ ngày đó mọi người thấy không, từ ngày 13 nay là 20 là đúng tuần rồi. Đổ cám xuống là bu vô nó ăn rồi mọi người, thấy mời không, khỏe lắm mọi người. Hiện đây mình úm bây giờ đường tuần lại mình dở cái, mình dở luôn cái lớp ở bạc ở trên ra nha mọi người, để cho nó đừng nóng quá, tại vì mình xuống mình quan sát mình thấy nếu mà úp bạc lại nó nóng lắm mọi người. Rất là khỏe mọi người, sung lắm. Mọi người nhớ theo dõi mình nha, theo dõi mình coi thử coi thử coi cái đàn cút này mình sẽ nuôi và nhân giống nó lên sẽ được thành công không nha mọi người. Thì mình nuôi cái này, mình dự định của mình là mình nuôi 21 ngày trong chuồng nha mọi người, 21 ngày trong chuồng. Và sau 21 ngày thì mình sẽ thả ra ngoài vườn nha. Thì ngoài đây mình có làm sẵn cái vườn ngoài đây rồi. Do bây giờ trời tối quá mọi người không thấy, thì mình cũng rào lưới đâu lại hết rồi. Rào lưới là xung quanh hết rồi. Đấy, mọi người nuôi cái này mọi người nhớ đặc biệt là để ý nha. Phải làm sao cho nó đừng có chuột với lại chó với lại mèo nha. Vô nó ăn ghê lắm mọi người. Nó mời lắm, nó gặp là nó nghe tiếng nó bay, nó dí, nó cắn ghê lắm rồi. Đó. Mọi người thấy không, một tuần tuổi nha mọi người, rất là khỏe luôn. Thì 250 con này mình để 4 máng ăn với lại 3 bầu nước.
Cái này mình lỡ mua cái bầu 4 lít nha mọi người. Nếu mà mai mốt mọi người nuôi sao mọi người không cần mua bầu 4 lít này đâu. 4 lít này mất tiền lắm. Tại vì mình chăm cũng đâu chăm đầy được đâu, chăm chưa được lít nước nữa. 4 lít này để chắc mai mốt lớn không biết nó có xài tới không, chứ còn giờ là chăm có lần có lít mấy thôi mọi người, mà phải lót gạch nữa để cho sợ cút nó nhảy vô chết á. Còn cái bầu 1 lít đó mình không cần phải lót gạch luôn nha, mình để y vậy luôn là nó chòm tới nó uống nó cút mình đó. Chỉ lót sỏi rồi mấy ngày đầu thì nó mới nhảy vô chết, chứ còn cả chừng 3 ngày là khỏi cần lót là được rồi. 3 ngày là nó biết nhảy ra nhảy vô rồi, không còn sợ cái tình trạng là nó nhảy vô nước chết đuối nữa. Mọi người thấy không, rất là mê luôn. Nói chung ra nuôi cái con này giờ không biết nó sẽ như thế nào, mà mỗi lần mà rảnh rỗi ra chăm sóc nó ra nhìn nó cũng hay lắm mọi người, cũng vui lắm. Nhìn nó lăn tăn, nó xôn xáo rồi nó lanh lanh, nhìn nó tinh nghịch lắm kìa, nhìn nó đã lắm, đã mắt lắm kìa. Thì này mình cũng mới nuôi lần đầu tiên thôi nha mọi người, thì mình cũng tích góp từ mạng sách đồ này nọ rồi mình nuôi. Mình thấy nuôi theo người miếng á, thì với lại mình xuống thú y á, người ta cũng hướng dẫn mình cách nuôi đồ sơ qua thì mình cũng làm theo, cái nào hay mình làm theo, thì mình thấy rất ok mọi người. Mình không hao hụt. Đây có con cút rất là lạ mọi người, hình như con gà luôn, trắng bách luôn nè, đó thấy không, không biết cút gì nữa, mốt lớn là cút gì nữa. Nở từ trứng cút ra nha mọi người, chứ không phải là trứng gì bà hát nha. Nhưng mà sao không biết sao nở ra con nó trắng tinh nè, nhìn đẹp lắm. Mình ra giá cho mai mốt lớn lên nó là cút mái, nó đẻ ra nhiều con vậy nhìn cho nó đẹp. Còn lại là mấy anh kia là cứ nguyên một người màu đen xám rồi sọc trắng sọc vàng, chứ đâu có con nào mà vàng chạch giống nó, y như đột biến vậy đó. Ảnh cũng lanh lắm, lông anh ra đang ra cũng màu vàng luôn mọi người, rất là ngộ luôn. Rồi sắp tới đây mình sẽ làm một cái chuồng ấp cút, rồi mình sẽ lọc mấy con này lại, rồi xong rồi mình sẽ lựa những con khỏe mạnh nhất, là mình sẽ gầy đàn từ những cái đàn cút này luôn nha. Mình sẽ gầy đàn thử từ 250 con cút này sẽ lên ra được bao nhiêu con nha, hy vọng mình sẽ thành công nha mọi người. Rồi thôi, video tới đây thì cũng quá khá là dài mọi người, mình được xin phép kết thúc video đây. Mọi người nhớ theo dõi mình nha, theo dõi mình để coi thử coi cái cách mà mình chăm sóc và nuôi cái đàn cút này thử coi nó sẽ như thế nào. Video sau mình sẽ nói về cái vấn đề là nước mình cho nó uống là uống nước gì, và nhiệt độ ấm, rồi phân lót nền rồi như thế nào đó, mình sẽ hướng dẫn mọi người. Tại vì mình bây giờ mình đang là người nuôi đầu tiên nên mình cũng không dám nói sớm mọi người, mình phải nuôi qua cái giai đoạn đó rồi mình mới dám nói cho mọi người biết thử là nó như thế nào, nên mình phải theo dõi nó mọi người, gọi là y như là mình vừa học vừa thực hành đó mọi người. Đó thì mình sẵn chia sẻ cái video này lại để cho những bạn nào mà cũng đang muốn chăn nuôi giống mình thì để có coi được video này thì cũng mạnh dạn hơn để dám làm, chứ mình thấy nó rất là dễ mọi người, không có gì khó hết á, rất là đơn giản. Còn cái vấn đề mà lợi nhuận thì mình chưa dám nói, tại vì bây giờ mình đang kinh doanh về một cái mảng khác, và mình này gọi là mình nuôi thêm thì mình gọi là chưa quan tâm gì tới lợi nhuận của nó. Mình chỉ gọi là mình tích góp kinh nghiệm, rồi mình phải coi thử coi cái hướng của nó phát triển như thế nào, rồi mình mới dám phân tích ra được thử coi nó có lợi nhuận không nha mọi người. Nên bây giờ mình chưa có nói về lợi nhuận trước, mình chỉ nói về cái vấn đề là mình sẽ nuôi như thế nào để cho con cút nó đạt và nó sống thôi, chứ còn lợi nhuận thì mình không dám nói nha. Đó, mọi người có coi video thì nhớ tặng cho mình một lượt đăng ký kênh và lượt like, để sau này mình ra video mới là mọi người sẽ phát hiện và mọi người sẽ biết được cái quy trình của mình sẽ nuôi con cút này như thế nào. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hy vọng mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ đóng góp những ý kiến mà mình đã trải qua rồi đó, thì cho mình biết, với mình cũng mong được đón nhận những cái điều đó của mọi người nha. Rất mong được sự đóng góp của mọi người. Thôi video tới đây quá dài mọi người, mình xin tắt video đây. Có gì hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Video sau mình
để quay canh cái lúc trời không mưa, tại vì giờ này mình chợt mình xuống mình thăm nó là mình cũng không biết làm gì, mình quay video lại ngay lúc lúc trời mưa đó, nên có những giọt nước nó hơi lập cập đó. Mọi người xem video thì thông cảm cho mình nha. Rồi, bye bye, xin chào tất cả mọi người nha.